Ý niệm tham sân si Bất luận là đối với người Đối với sự việc Đối với sự vật Đều là ác nghiệp Tham mà không chán Hận tận xương cố Đây đều là tạo tội nghiệp cực nặng Tạo nghiệp nhất định có quả báo, quả báo tại ba đường ác, tâm tham đoạ ngã quỷ, tâm sân nhuế đoạ địa ngục, ngu si đoạ súc sanh. Cho nên tham sân si là nghiệp nhân thứ nhất của ba đường ác. Đức Phật dạy Cần tu giới định tuệ Tức diệt tham sân si Đây là dạy người những gì? Dạy người không đọa ba đường ác Ba đường ác đích thực có Ta không tạo nghiệp vào ba đường ác Ta sẽ không đọa vào ba đường ác muốn đoạn tham sân si đuổi với thế duyên nhất định phải nhìn cho nhẹ nhàng thôi thật sự làm được không tranh với người không mong với đận ở thế gian người thông minh nhất Người đại phước báo nhân Không phải là làm thiên dương, nhân dương Không phải Chứ gì phải biết trong tâm hiểu rõ niệm Phật cầu sanh thế giới cực lạ Là người phước báo lớn nhất thế gian Vì sao vậy? Vì sẽ vĩnh viễn thoát ly luân hồi không những diễn thoát luân hồi Mà diễn diễn thoát ly thập pháp giới Phước báo này lớn biết bao Người thoát ly thập pháp giới Đi làm Phật, đi làm Bồ Tát rồi Hạ người này thật giống như Trong phim A-di-đà nói Không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên Vậy chúng ta liền biết Họ có đại thiện căn Đại phước đức Đại nhân duyên Có duyên với Phật là kết đại nhân duyên rồi Theo lời giáo huấn của Phật Đặc biệt là gặp được kinh điển đại thừa Gặp được pháp môn tịnh độ Vậy không quá tuyệt vời ư Ngay trong đời này chắc chắn thành tựu cho nên đối với thế duyên nhất định phải buông xuống sống trong thế gian này Vậy giống như Bồ Tát Tùy duyên diệu dụng Tùy duyên nghĩa là Tất cả đều không toàn tình Diệu dụng là mỗi mỗi đều buông bỏ được Buông bỏ Tâm thanh tịnh của quý vị liền hiện tiền Tham sân si này Quý vị buông bỏ rồi Tâm thanh tịnh hiện tiền Nếu như tách rời ra để nói Buông bỏ tham Tâm thanh tịnh hiện tiền Buông bỏ sân nguy Tâm bình đẳng hiện tiền Buông bỏ ngô si Tâm chánh giác hiện tiền Quý vị phát nguyện cầu sanh tịnh độ Quý vị nhất định được sanh Trong kinh vô lượng thọ nói Thanh tịnh bình đẳng giác Quý vị đều đạt được hết Trong kinh nói rất rõ ràng Rất thấu đáo Tâm tịnh tức Phật độ tịnh Thế giới Tây Phương cực lạ Là Pháp giới thanh tịnh bình đẳng giác Đầy đủ thanh tịnh bình đẳng giác Không có một ai không giảng sanh cả Tâm thanh tịnh Sanh quái đồng cư Tâm bình đẳng Sanh cõi phương tiện Tâm chánh giá giác Sanh cõi thật báo trang nghiêm Chúng ta thật sự hiểu thấu đáo rồi Hiểu rõ ràng rồi Diễn diễn thoát ly luân hồi lục đạo Cầu sanh tịnh độ là đại sự số một trong đời này của chúng ta Họ có bị chướng ngại hay không? Có chướng ngại chính là Không thể buông bỏ tham sân si Thật sự buông bỏ tham sân si Chứ ngại của quý vị không còn nữa Nghiệp chướng của quý vị tiêu trừ Nguyện tiêu tam chướng chư phiền nào Quý vị không buông bỏ Chướng ngại của quý vị sẽ không buông bỏ được buông bỏ chứ ngại liền không còn nữa.